ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi của Trịnh Ngọc Huyền. Thưa quý vị, một cô gái nhỏ xíu mà Trịnh Ngọc Huyền có một vóc dáng mà nếu như mà không nói chắc tưởng đây là một cô bé đâu mười mấy tuổi à. Rất là nhỏ nhắn, mảnh khảnh và có phần rất là yếu ớt. Thế nhưng cô ấy lại sở hữu một giọng ca đầy nội lực, khỏe, quyết liệt, mạnh mẽ và đôi khi làm cho người ta bất ngờ với cái sự quyết tâm trong giọng hát của chính mình. Từng bước, Trịnh Ngọc Huyền đã chinh phục những thử thách mà chương trình đưa ra. Cô ấy đã nỗ lực như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những gì mà Trịnh Ngọc Huyền đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Ngọc Huyền, cái giọng ca này quá, kiểu không biết nói gì hơn là chị Mỹ phải chụp liền, sợ mất. Em thưa với chị Hai, em thưa với lại chị Mỹ. Trang tâm đi. Trịnh Ngọc Huyền sở hữu đầy đủ những tố chất để trở thành một cô đào chính với giọng hát nội lực, điêu luyện. Một gương mặt ưa nhìn và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Với chất giọng đầy nội lực, luyến lấy điêu luyện và tràn đầy cảm xúc, Trịnh Ngọc Huyền đã hoàn toàn thuyết phục cả ba huấn luyện viên ngay từ những phút đầu trình diễn. Để bước vào vòng thi này thì Ngọc Huyền cần phải tập vũ đạo rất là nhiều và thể hiện một cái nhân vật hoàn toàn khác từ lúc trước tới giờ Ngọc Huyền chưa có thử bao giờ hết, cho nên đó cũng là một cái thử thách rất là khó khăn. Trải qua một chặng đường dài cùng đường đến danh ca vọng cổ, với tài năng bản lĩnh của bản thân cùng với sự tôi luyện rèn giũa của huấn luyện viên Kim Tử Long, người cứ trêu chọc suốt đêm và chẳng bao giờ nói thêm, rồi một đêm người nắm tay làm trái tim chưa xuyên sao, ngước lên nhìn mắt nhau. Em diễn bằng chân tình, bằng trái tim của em. Em ca cái dây này rất là có hồn. Cái làn hơi nó không còn để cho cái người nghe khó chịu, mà em biết tiết chế lại từng câu khi em bắn cao lên, hay hoặc là những cái mà em bỏ nhỏ. Điều Ngọc Huyền có tỏa sáng và giành lấy ngôi vị cao nhất của đường đến danh ca vọng cổ mùa 2020. Cùng đón xem và ủng hộ cho cô gái tài năng của huấn luyện viên Kim Tử Long nhé. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh về sự nỗ lực và cố gắng của Trịnh Ngọc Huyền trong từng tuần thi. Và trong đêm thi chung kết cuối cùng này, Trịnh Ngọc Huyền sẽ hóa thân vào một nhân vật đặc biệt, nữ tướng Triệu Thị Trinh. Một nhân vật mạnh mẽ, kiên cường của lịch sử Việt Nam. Một nhân vật có thể nói là có phần khác so với Trịnh Ngọc Huyền. Bởi vì từ trước tới giờ ở chương trình này thì Trịnh Ngọc Huyền hay hóa thân vào những nhân vật có ngoại hình và tính cách cũng như là độ tuổi gần với hình ảnh của mình ngoài đời. Nhưng mà đêm nay khi thể hiện một nhân vật đặc biệt là một nữ tướng, cô ấy sẽ chinh phục như thế nào? Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho Trịnh Ngọc Huyền cùng với huấn luyện viên Kim Tử Long. Cởi con gió mạnh,
đáp luôn sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đuổi hết quân Ngô, giành lại giang sơn, chớ không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Một mình một ngựa đang tiến về núi Nưa, bị nghĩa quân bắt giữ, chờ chủ tướng định đoạt. Được, đưa hắn vào đây. Tuân lệnh. Quỳ xuống. Xin chủ tướng hãy xuống lệnh giết tên bội phản. Triệu Hào Trưởng, Triệu Hào Trưởng, khi người dân đang cơ cực lầm than thì ông lại tiếp tay cho giặc dày xéo quê hương mình. Khi bao nghĩa bên nơi này trải mật cứu non sông thì ông lại ngồi yên mà hưởng thụ. Khi cái chết của cha già chưa ráo lệ xót thương thì ông quay lại với di nguyện của cha mà làm tay sai do giặc. Khi khắp nơi nơi muôn dân quan hờ xin lấy nhà gậy bọc xương, xuống biển mò trai lên núi tìm trăm dưới làng soi da của lũ cuồng ngông chẳng chút tình người. Hơn kẻ thù đang trước mặt, tình thân nặng trong tim, giữa đôi đường trên này phải biết liệu làm sao. Tha hay giết phần dòng ân bội phản. Trinh mười triệu chủ tướng. Triệu chủ tướng, vậy chỉ còn chần chờ gì nữa mà không xuống tay giết ta đi. Lòng hờn
cầm ngút cao, sao nỡ đành giống thề. Hồn thiên của phụ thân chính sông còn phải ngâm quên thâm ân, nhưng tâm bước theo ngoài ba. Vì đến chung son vàng gấm qua, đôi đường đã chia xa. Hãy giết ta đi, hỡi Triệu Thị Trinh nữ tướng, chớ nên bằng lòng. Con cần chờ gì nữa mà không xuống tay đi? Cứ giết ta rồi rửa thù báo hận, là một kẻ vong thề đã quên mất cội nguồn và phản bội lại quê hương. Đoạn đường ta mình ta hiểu mà thôi, có lẽ là trọn đời này ta không bày tỏ cùng ai. Lời của một tên phản bội thì làm sao thâu được lòng người, hỡi hồn thiên của cha già. Vậy thì còn chần chờ chi nữa mà không mà xuống lệnh ban thuyền, giết chết một kẻ tội đồ, sao người lại trùng tay? Phải, tôi dùng tay gom vì tôi không phải là già đó, quên bỏ quê hương và quên cả tâm tình. Dù ông theo giặc ngoài xâm, ông đã gây nên tội tại đình. Mỗi người chọn cho mình một chí hướng, đạo nó bất đồng thì còn lương nghĩa mà chi. Ôi còn đâu người huynh trưởng tài ba mà mũi thương yêu bằng cả tình quyết nhục. Anh vì vàng son, tôi vì non nước, quyết thống đã mờ phải đợi rẽ lối đôi đàn. Tôi là em không thể xử tội anh, nhưng đây là do anh có tội với muôn dân trăm họ. Vậy xin thay mặt cho toàn dân định tội, song thác xin trao về quyền
của toàn quân. Giết! Giết! Quang! Xin chớ dội giết quang một con người trung nghĩa. Đã bao năm quý loạn quận giặc, nào phải đâu là kẻ bội nghĩa dông tình. Ông trái mật phơi gan trước làng tên Mũi Giao. Triệu thiếu chủ đã bao năm âm thầm chịu nhục, là để làm đội ứng cho nghĩa binh. Triệu đầu mục, ông vừa nói sao? Chủ tướng còn nhớ chăng chữ nhân mà lão già căn dặn trước phút lâm chung? Bấy lâu nay cậu đưa tin cho nghĩa binh ta, Triệu Quốc Đạt đã âm thầm tiếp sức cho nghĩa binh. Trời ơi, thì ra từ bấy lâu nay người đưa tin chính là Triệu Quốc Đạt. Thưa chủ tướng, đúng vậy, Triệu thiếu chủ đã làm tròn lời ký thác của lão già. Quản gia, đại huynh, bấy lâu mạt đắng cay anh mang tiếng hèn, lòng cúi thân hương gấm qua cô phường ngoại bang, nén đau thương căm hận riêng mình. Ba vinh hoa quý không thay lòng, nén hận chờ thời cơ báo thù. Lời nói nghe như đàn hờn quang, bao trải ngang chứa chan lòng anh ghi khắc lòng. Bao lời cha lòng anh mà còn miết thì khinh thường. Trinh Mùi, em ngờ rằng anh đã lạc lối sai đường, nào hay đâu anh đã phải chịu nhiều oan ức vì muốn làm tròn lời ký thác của phụ thân. Đại huynh ơi, còn vui sướng nào hơn khi anh vẫn là người anh mà em đã bao ngày kính trọng. Đường phía trước còn gian nan hiểm trở, nhưng huynh muội đồng tâm ta bền chí chung lòng. Hay, hay lắm Trinh Mùi. Đại huynh Trinh Mùi, bao ngày dài đau thương, anh vẫn mong một ngày mai sáng tươi, ngày anh với em chung lòng cả đời nhà vẹn toàn ơn nghĩa. Giờ mây mù đã xóa tan, ta sánh vai với hồ sâm lăng,
bảo cơm đai bằng giặc ban cho. Chúng tưởng rằng mua chuộc lòng yêu nước của Triệu Quốc Đạt này hay sao? Không, chúng đã lầm. Đại huynh, hãnh diện gì làm một tên giám bộ, làm một tên tay sai cho giặc, nước dân về dày xéo quê hương. Kinh mùi. Đại huynh, anh nguyện cùng với muôn dân vượt qua làng tên Mũi Giao, cõi ách nô dòng tiêu diệt lũ xâm ma loạn. Đại huynh, Trinh Mùi, lời từng lời tâm can chán chứa đại huynh đã hiểu cho chân thì chú còn giờ tuôn máu đau thì không nán lòng chung sức vì ngày mai giết thù. Đại huynh, thề giết giặc cứu non sông, thề giết giặc cứu non sông. Tiếng thét vang vang đến người người đồng tâm sao cánh chen diệt vườn ngoài tâm, giữ cho quê mình một màu thanh tươi. Chiến đấu hăng say không màng hiểm nguy vì non nước mình. Anh em chúng ta cùng chung chí hướng, đánh đuổi xâm lăng gìn giữ sang hà núi đua sân sân giữa gia phụ chứng giám, con thề giết giặc cứu non sông. Xin thề. Hỡi toàn quân giang hồ,
tiết mục Má Hồng Soi Kiếm Bạc của đội huấn luyện viên Kim Tử Long và sự thể hiện của Trịnh Ngọc Huyền với nhân vật Triệu Thị Trinh. Chúc mừng Trịnh Ngọc Huyền đã có phần dự thi rất tốt trong đêm nay. Cảm ơn Lê Văn Hậu, người bạn nhiệt tình nhất của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa thứ 2, luôn luôn sẵn sàng trở lại để hỗ trợ cho tất cả các bạn. Cảm ơn Khánh Tâm, cô bé rất là dễ thương của đội huấn luyện viên Kim Tử Long, và cảm ơn Lê Khanh. Cảm ơn em. Bây giờ thì xin mời các bạn vào trong. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những lời chia sẻ của ban giám khảo dành cho tiết mục ngày hôm nay của Trịnh Ngọc Huyền ạ. Con xin được mời chú Thanh Tuấn ạ. Ba tiết mục, ba giọng ca khác nhau. Vâng. Rất là vui tiết mục cuối cùng của em Huyền. Tuy em có hơi nhỏ người, nhưng giọng em rất khỏe. Đúng là giọng ca nỗ lực. Một giọng ca có thể người nghe thích thú. Em cất giọng ca lên vô bồn gỗ là anh thích rồi. Và để tế hồn cha già nơi chân suối, về kẻ tam sang phản bội nước non nhà. Nhịp nhàng tốt, vững chãi, bản lĩnh, tự tin. Vẫn còn nhiều chỗ để khắc phục nếu em tiếp tục theo nghề và con đường tiến xa hơn. Theo anh thì anh chúc mừng em. Giọng ca của đêm chung kết đẹp, đẹp và đẹp. Chúc mừng em. Những mỹ từ và giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn đã dành cho Trịnh Ngọc Huyền trong đêm nay. Thưa quý vị, để có tiết mục rất là đặc biệt vừa rồi thì huấn luyện viên Kim Tử Long cũng đã rất là vất vả trong việc dàn dựng. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ hai vị giám khảo còn lại. Xin mời Má Ngọc Dầu ạ. Mà thứ nhất má cảm ơn Kim Tử Long. Với con mà huấn luyện viên với con là khỏi chê rồi. Tại vì con giỏi rồi, con làm hay rồi. Cái gì con cũng hay hết á. Cái này là má nói thật. Tại vì đối với má đó là má thương yêu tụi con. Con với Mỹ đồ là má thương yêu lắm. Thương mà có yêu trong đó nữa. Là vì yêu cái nghề. Má thích cái nghề. Má thích cái nghề này, má mê cái giọng hát cải lương này. Má không có đi hát, má cũng làm chim bao. Má thấy má đi hát, mặc đồ rồi kêu tới tôi Ngọc Dao ơi, chạy lên thì cúp điện. Sự thật là như vậy đó quý vị. Tại vì mình yêu cái nghề này quá. Cái nghề này là má tôn trọng, má kính yêu. Luôn luôn lúc nào tôi đi 60 năm trong cái nghề này. Cho nên tôi mê ca giọng cổ lắm. Bây giờ tôi nằm nhà cái giọng toàn ten, tôi vẫn ca giọng cổ. Ca mấy chục năm về trước tôi vẫn nhớ. Thành ra tôi nói với các bạn, ca giọng cổ là tôi ngây ngất. Tôi thương yêu. Tại vì ca mà hay như thế này nữa thì tôi thích lắm. Tôi thích mà tôi yêu các bạn dữ lắm. Các bạn nên đi tiếp một cái con đường. Tại vì tụi tôi già rồi, lớn rồi. Nhiều khi có muốn hát thì cũng hát không nổi. Cho nên đó, các bạn phải ráng. Mà như thế này, cái giọng của Huyền rất là tốt. Cái giọng hát rất là tốt và giọng hát tuyệt vời. Má chúc mừng con có được giọng hát tốt. Cảm ơn con. Bây giờ thì xin mời nghệ sĩ Chí Tân sẽ có những lời chia sẻ về tiết mục này của Trịnh Ngọc Huyền ạ. Phần thi của Trịnh Ngọc Huyền hôm nay em làm tròn cái vai diễn cũng như là đã thể hiện tốt về cái phần thi của mình. Về cái ca thì em chững chạc trong cái lối phát âm. Từ những cất lên cao hay là những dấu trầm của em vẫn rõ chữ tròn vành. Cái đó là điều mà anh Chí Tâm có lời khen. Cũng như là phần diễn của em, dĩ nhiên là cái phần sắc dốc thì mình hơi nhỏ con. Tuy nhiên thì cái phần diễn đó thì nó cũng khỏa lấp được bởi cái danh tướng
Triệu Thị Trinh, cái vai đó đã cho em một cái oai dũng ở trong cái vai diễn của mình rồi. Có những cái hay trong kịch bản này thì kết hợp nhạc rất là tốt. Còn phần ca của em thì có nội lực nè. Rồi các diễn viên mà hỗ trợ cũng quá là hoành tráng. Dĩ nhiên khen thì cũng có, nhưng mà cho những cái khuyết điểm cũng có. Thì khuyết điểm này thì chẳng qua là khi mà huấn luyện viên hòa nhập vào với diễn viên để diễn thì không có thấy được như chỗ ngồi của ba chúng tôi đây. Cho nên những cái phần biểu cảm của Trịnh Ngọc Huyền đó, thay vì biểu cảm với đối tượng diễn của mình thì nên biểu cảm nhiều hơn đối với khán giả. Tại khán giả sẽ là đối tượng của mình để truyền đạt những cái cảm tưởng của mình ở trên sân khấu để diễn. Kịch bản Má Hồng Soi Kiếm Bạc hay, các em dàn dựng rất là công phu, nhưng mà rất tiếc chỉ diễn có một lần. Không bằng của thời gian của Vàng Son, của Cải Lương. Một kịch bản chúng tôi diễn có khi cả năm trời. Thành ra mỗi lúc càng ngày càng điêu luyện hơn. Thì tuy nhiên nếu mà kịch bản này được đi diễn nhiều nơi nữa thì Chúa tin chắc rằng Trịnh Ngọc Huyền sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bước đường nghệ thuật của mình để nối tiếp truyền thống cải lương dân tộc của chúng ta. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tân, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn với những lời chia sẻ vừa rồi. Hồi nãy chú Chí Tâm có nói tiếc quá, diễn có một lần nhưng mà biết đâu lại có cơ hội diễn tiếp lần nữa anh Long ha. Nhưng mà Vân nghĩ trước tiên á là cũng có một cái hay của cái thời đại mới, đó là công nghệ phát triển, mà thành ra là khi mà tiết mục này mà lên YouTube rồi á thì cái sức lan tỏa sẽ rất là rộng. Tiết mục này biết đâu là tiết mục triệu view, triệu like thì sao, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người đều click vào để xem thì rất nhiều khán giả ở khắp mọi nơi cũng có thể được xem một tác phẩm hay như vậy. Bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ anh Kim Tử Long ạ. Ngay lúc này anh đang suy nghĩ gì? Xin cảm ơn Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm đã có những lời cho Ngọc Huyền, để sau này Ngọc Huyền sẽ lấy đó làm kinh nghiệm và sẽ học hỏi nhiều hơn nữa. Đây là một cái bằng đạp để cho em có thể tiến xa hơn nữa. Anh chỉ chúc cho em càng ngày càng tốt hơn và cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình có một cái giọng tốt. Còn hôm nay Kim Tử Long cũng xin cảm ơn sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả, cả khán phòng và Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm. Chúc cho Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm được dồi dào sức khỏe và luôn luôn an lành, hạnh phúc. Hy vọng rằng tất cả những gì nỗ lực của Kim Tử Long cũng như là Thoại Mỹ, Thanh Hằng làm trong chương trình này cũng đều mang một trái tim là muốn cho các em càng ngày càng phát triển và sẽ có người kế thừa cho bộ môn sân khấu cải lương. Đó là các em đang làm một sứ mệnh mà Má Giàu cũng như anh Tâm cũng như anh Tuấn đã bị thời gian làm cho lãng quên. Chúc mừng em. Anh nghĩ rằng là không phải chỉ có giới trung niên và lão niên mới thích cải lương mà thôi. Ở trong khán phòng ngày hôm nay của chúng ta cũng rất là nhiều giới trẻ. Giới trẻ hay vỗ tay cho cải lương một lần nữa coi nào. Thì có giới trẻ vỗ tay như vậy thì mình nghĩ cải lương sẽ còn tồn tại mãi mãi với thời gian. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn với những lời chia sẻ vừa rồi. Bây giờ thì nguyện vọng của anh Kim Tử Long là muốn biết được điểm số của hai vị giám khảo nào ạ? Dạ, con xin phép Má Giàu trước. Con xin Má cho điểm em Ngọc Huyền. Điểm số của giám khảo nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu dành cho Trịnh Ngọc Huyền trong đêm nay 9,5. Cảm ơn bà. Và người thứ hai là anh Chí Tâm. Em phép anh Chí Tâm. Và xin mời số điểm từ giám khảo Chí Tâm ạ. Hai
số điểm ngang bằng nhau và điểm số của giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn thì xin được giấu lại đến phút chót. Và xin được chúc mừng huấn luyện viên Kim Tử Long cùng với Trịnh Ngọc Huyền vì tiết mục trong đêm chung kết này ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn Huyền.